là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành phần chung kiến của Hội Thánh. Nay chúng con xin hợp với các ngài và với Đức Trinh Nữ Maria, là nữ vương các thánh tử đạo, mà ca tụng Chúa muôn chủng cao ca. Xưa Chúa đã ban cho các ngài được vững vàng tin vào lời Chúa và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã yên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thầm xa và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất để Hội Thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào. Nay Hội Thánh lại dâng các ngài lên Chúa như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyên cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ai mà dân thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiếng với các ngài. Ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen. Sơ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta có mặt chiều thứ Bảy này để cử hành thánh lễ của Chúa Nhật 25 thường niên, và chúng ta cầu cho các ý sau đây. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Mẫn, Giuse Triệu Toàn Quyền dỗ 13 năm, Anna Nguyễn Thị Vân dỗ 20 năm, Francisco Xavier Hoàng Thanh Hải, hai linh hồn Phêrô Anna lễ dỗ, cùng các linh hồn thân nhân và ân nhân, bạn bè thân hữu trong gia đình. Phêrô Lê Văn Đức mới qua đời. Linh mục Phêrô Hoàng Xuân Nghiêm trong phong trào cuộc CEO mới qua đời bên Mỹ. Linh hồn Maria Hồ Thị Thọn do gia đình Diệu Thủy sinh, Giuse và Anna. Giuse Bùi Mặc Khải là anh trai của cô Bùi Miêu Duệ mới qua đời bên Việt Nam. Một gia đình như ý xin được dâng lễ tạ ơn, và đặc biệt hôm nay chúng ta cầu nguyện và dâng thánh lễ này cho các em được hân hạnh rước Chúa Thánh Thể lần đầu trong cuộc đời các em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu Thiên Chúa Cha, ơn thông hiệp Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy thành tâm xin Chúa tha thứ tội lỗi, để chúng ta được xứng đáng đến bàn tiệc của Chúa. Như các em rước lễ lần đầu hôm nay, các em đã chuẩn bị tâm hồn thật xứng đáng để rước Chúa. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm
và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế, bình an dưới thế cho người. Cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất, đó là mến Chúa, yêu người. Xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con, đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen. A reading from the prophet Isaiah. Seek out Yahweh while he is still to be found. Call to him while he is still to be near. Let the wicked abandon his way, and the evil one his thoughts.
Let him turn back to Yahweh, who will take pity on him, to our God, for he is rich in forgiveness. For my thoughts are not your thoughts, and your ways are not my ways, declares Yahweh. For the heavens are as high above earth as my ways are above your ways, my thoughts above your thoughts. The word of the Lord. Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, dù tôi sống hay tôi chết, Đức Kitô sẽ được vẻ vang trong thân xác tôi. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lợi. Nhưng nếu sống trong xác thịt này đem lại cho tôi kết quả trong việc làm, thì tôi không biết phải chọn đằng nào. Tôi đang lúng túng trong hai điều này, là ước ao chết để được ở với Đức Kitô thì tốt hơn bội phần, nhưng cứ ở lại trong thân xác thì cần thiết cho anh em. Anh em hãy sống xứng đáng với tin mừng của Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Kính mời cùng đoàn đứng. Alleluia, Alleluia. Chúc tụng Đức Vua, đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho cho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra
thấy có những người khác đứng không ở ngoài chợ, ông bảo họ, các anh cũng hãy đi làm vườn nho cho tôi sẽ trả công cho các anh xứng đáng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ 11, ông trở ra và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng, sao các anh cứ đứng nhưng không ở đây suốt ngày thế? Họ thưa, không có ai thuê chúng tôi. Ông bảo họ, các anh cũng hãy đi làm vườn nho cho tôi. Đến chiều, chủ vườn bảo người quản lý rằng, hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ những người đến sau hết, tới những người đến trước hết. Vậy những người làm từ giờ thứ 11 đến lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng, những người đến sau chỉ làm có một giờ, còn chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Chủ nhà trả lời với một trong những kẻ đó rằng, này bạn, tôi không làm thiệt hại cho bạn chứ? Chứ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao? Hãy cầm lấy phần bạn mà đi về. Tôi muốn trả cho người đến sau, những người đến sau hết, bằng cách trả cho bạn. Nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắc bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ trở nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. My dear friends, I often hear, it's not fair. It's not fair. When you were playing at the yard, sometimes I have heard very clearly, it's not fair. Oh my God. The parents with 7 children of different ages waiting to board a plane at an airport. At one point, the mother stood up and began to distribute chocolate to her restless children. Everyone was given a chocolate bar each. Finally, there was one bar left over, and the mom gave it to the eldest girl. One of the other children, who might have been about 4 years old, blurted out in a spontaneous cry for justice, and in a tone that was absolutely or uniquely childish. Mom, that is not fair. They all had a yearly laughter. Why they admire the 4 years old for her strong sense of justice? I suppose they were also laughing at the silliness of such a comment. How silly am I when I cry out to God, that's not fair, Lord. This is what we have heard in the parable of the gospel today. To our cries against God's generosity towards the wicked people and his lack of immediate reward for the just, he humbly reminds us, my thoughts are not your thoughts. The classical definition of justice is giving someone their due. Remember that. Giving someone their due. Lady Justice is blindfolded. She offers justice rather blindly, not considering one's background or one's needs. This is not the justice of God, not at all. The parable of the workers in the vineyard today portrays a God who gives them more than what
is their due. We could say, God gives them, He gives us, as one, more than what we deserve. But the fact is we merit nothing in front of Him. Nothing. Often we apply our human logic of justice to our relationship with God. We believe so. We often think if we need to be rewarded by God, we must be good. If we are evil or naughty, God will punish us. God will hate us. It's wrong, my brothers and sisters. In the words of the gospel today, Jesus gently reminds us that this logic does not hold good for God. God offers a full day's wage even to those who work only for an hour. Now, my wicked human logic asks, if this is the case of God, then why should I work in His vineyard at all? We can't be lazy. Am I right? No. I wish to be good, not to be loved by God, but because it is good for me to be good. And that's all. I feel gratified being good, even being able to work for an hour in the vineyard of the Lord, just to be able to enjoy the gift of our human life, is a reward in itself. We have a unique life. The one denarius at the end of the day is but a bonus. Yes, the Lord is just in all His ways and loving in all His deeds. We often hear that. His justice can never be separated from His love. Kính thưa cha, quý ông bà và anh chị em, người ta dùng sự biết ơn để đo trí thông minh của con vật. Ví dụ người ta nói, con chó nó khôn vì nó biết ơn. Con mèo không bằng là vì nó không biết ơn bằng, nó có thể bỏ nhà đi. Con ngựa biết ơn, nó khôn, vân vân. Và người ta cũng lấy cái lòng biết ơn của một người để đo mức độ nhân nghĩa và đạo đức của người đó. Chuyện đó không sai, ai cũng biết. Vậy nhìn lại mỗi người chúng ta có một mạng sống, một cuộc sống, một đời sống mà một khi nó bắt đầu, nó sẽ kéo dài mãi mãi, không hạnh phúc sao? Mà do đâu chúng ta có cuộc sống đó? Do Thiên Chúa. Cho nên phải có lòng biết ơn. Rồi chúng ta sống, đâu có sống như một hòn đảo, có những sự tương tác, hỗ tương với người khác, cho nên chúng ta cũng phải biết ơn người khác. Bắt đầu là một mầm sống trong bụng mẹ, ngày đó ta đã chịu ơn rồi, ơn cha, nghĩa mẹ. Rồi vào đời với tiếng khóc, như biểu tượng của một sự yếu đuối, bất lực, phải nhờ cậy vào người khác. Sự thiếu thốn và giới hạn của mình, phải có cha, có mẹ, có họ hàng thân thuộc, có ông, có bà. Đó là ta đã thọ ơn rồi. Lớn lên, từng bàn tay dẫn dắt, từng những lời khuyên để có kinh nghiệm học vào đời. Tất cả đời là những chi phiếu chịu ơn. Đừng quên ơn Chúa trước, ơn tha nhân, ơn những người thân của mình kế tiếp. Nào là thầy cô dạy cho mình từng cái mẫu tự ABC, rồi xa gia đình, rồi ngôi làng, rồi vào đời, thì mình cũng cần bạn bè thân hữu, cần người chỉ đường dẫn lối, và cần tình yêu thương. Nếu thiếu vắng những thứ đó, đời buồn lắm. Ai dệt đời mình bằng những liên hệ chịu ơn?
thì biết ơn là con đường ắt phải đi, không thể lý luận khác. Vậy vong ơn là một tội. Có túng thiếu mới phải chịu ơn, đúng không quý vị? Mà ai trong chúng ta dám nói mình đầy đủ, dù là vật chất, dù là đại gia, tiền thừa mứa. Cho nên biết ơn Chúa, biết ơn người khác là bổn phận. Nhưng thế nào là biết ơn Chúa? Khi chúng ta cho một em bé một món đồ chơi, em thường vội vàng cầm lên, sung sướng, quý mến, ngắm nhìn nó và bắt đầu chơi. Đấy chính là lòng biết ơn. Em không trả ơn bằng một vật gì khác, nhưng thái độ thích thú của em là lời cảm ơn chân thành nhất. Tôi cũng không chờ đợi em đáp trả, bởi vì em chẳng có gì để đáp trả. Thiên Chúa đối với tôi cũng vậy. Ngài trao cho tôi thân xác, mạng sống, linh hồn. Nếu tôi yêu quý, trân trọng, đó là cử chỉ biết ơn mà Ngài thích nhất. Bằng thái độ yêu quý những gì Ngài trao ban, cả cái tốt lẫn cái xấu. Cái xấu theo cách nhìn của mình, vì cách nhìn của mình không bao giờ giống cách nhìn của Chúa. Mình vừa mới nghe. Tất cả những gì hiện hữu mà chúng ta có là của Chúa. Cho nên đâu có thể khi thấy rằng người khác có cái gì Chúa ban nhiều hơn thì mình bắt đầu nói it's not fair. Mình không có gì hết. Tất cả mình là thọ ơn, cho nên không có quyền nói vậy. Mình không thể nói rằng lại Chúa, sao cái anh kia ảnh khỏe mạnh, ảnh tài ba vậy, rồi mấy cô đeo theo ảnh quá trời mà con chả có ma nào đeo. Rồi mình trách. Tôi trở lại. Cuộc sống đời đời đi chung với sinh mạng của mình, thân xác và linh hồn sẽ đời đời trường tồn, là phần thưởng vô cùng quý giá, phải không quý vị? Mà không có một giá trị nào trên đời có thể đổi chác được. Không. Phần thưởng đó là ân huệ Chúa ban. Tôi lặp lại. Và Chúa ban một mạng sống một lần duy nhất. Quý vị không có đụng hàng với ai đâu. Không bao giờ có một người thứ hai là quý vị. Trong cái vương quốc tình yêu của Thiên Chúa, không có sự công bằng theo toán học, mà con người thường áp dụng. Năm với năm, mắt thế mắt, răng thế răng. Thưa không, phần thưởng là sự thân thiết, là tình yêu thương, nên không dựa vào mức độ hay là số lượng việc làm. Cho nên có câu đố, thế nào là một cuộc đời Kitô hữu thành công? Có thể có người sẽ nghĩ lầm rằng là tôi làm được nhiều việc tông đồ, tôi rửa tội được cho nhiều người, tôi xây được nhiều nhà thờ, tôi giúp tiền để mở nhiều cô nhi viện. Thưa không, cuộc đời Kitô hữu thành công là biết đặt tình yêu vào trong từng cử chỉ, lời nói, việc làm khi tiếp xúc với Chúa và với tha nhân. Chứ không có tính số giờ làm. Phần thưởng trong vương quốc tình yêu của Chúa không được tính theo số lượng của những gì mình làm. Bởi vì Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận có nói, Chúa cần con, chứ không phải cần những công việc con làm cho Chúa. Nhưng căn cứ vào mức độ tin và yêu. Chúng ta tin vào tình thương bao la của Chúa và bổn phận là trung thành với niềm tin đó. Vì thế, dù chỉ được Chúa kêu gọi một phút cuối cùng trước khi chết, có những người được cái cơ may đó, trở về với Chúa, rửa tội xong là đi luôn sang thế giới bên kia. Nhiều người còn sống lại phát ghen, tôi nghe nhiều lắm, cái thằng đó sướng thật. Giá mà mình được như vậy, ôi trời ơi. Rõ ràng giống như mấy cái ông trong dụ ngôn vừa mới ghen á. Thì sự trung thành, dù là chỉ một phút đó thôi, vẫn cần thiết. Trung thành và tin yêu. Chúng ta không có quyền ganh tị với sự quảng đại của Chúa. Nếu có ai đó thấy cuộc đời mình không được Chúa đối xử hình như thôi, không được Chúa đối xử ưu đãi bằng người kia, thì hãy hồi tâm xét lại xem mình đã kính yêu Chúa như thế nào.
đừng có tính là con làm nhiều cho Chúa lắm rồi. Như thế, ông chủ trong vụ ngôn đã tính toán với những người tính toán. Nhưng ông không tính toán với những người tin lời ông mời. Ông quảng đại hết sức. Có lẽ cuộc sống chúng ta, mỗi người nhiều khi cũng giống như thế. Chúng ta rất hẹp hòi với Chúa nữa, và nhất là với người khác. Rồi khi chúng ta thấy người này người kia được hình như Chúa ưu đãi hơn, thì thay vì bình tâm xét lại chúng ta đã sống cho Chúa như thế nào, thân mật với Chúa như thế nào, thì chúng ta lại đâm ra ghen tị. Tội nghiệp cho chúng ta. Những gì tôi vừa chia sẻ, tôi sưu tầm từ lời Chúa và cuộc sống của Tổng giáo phận Sài Gòn đó. Tôi thêm mắm thêm muối vô thôi. Như vậy, mình có quyền ghen không? Chắc các bà nói có chứ. Không, đó là ghen trong đời sống gia đình. Nhưng tôi khuyên các vị hãy ghen một điều khác. Đừng ghen vì hình như Chúa ưu đãi người khác hơn mình, nhưng hãy ghen một điều. Có quyền ghen và phải ghen. Tôi nói hơi kỳ phải không? Ghen tị là một tật xấu mà. Nhưng không, tốt lắm. Ghen như thế này. Tại sao cái bà nho kia là yêu Chúa hơn mình? Ghen cái đó đó. Tại sao cái bà Sơ Bích Thuận kìa, bà trẻ đẹp vậy bà lại đi tu, bà yêu Chúa hơn mình? Đó, ghen với bà đó. Y như chị Teresa Hải Đồng Giê-xu ghen với người chị họ đó. Đi giữ đám cưới người chị, còn bé mà chị đã suy nghĩ lại, Chúa, con ghen với người chị của con đó. Không phải con xấu đâu, không phải vì con sẽ không có chồng, nhưng con ghen là vì đối với một người chồng trần gian có thể phản bội, có nhiều khuyết điểm, mà chị yêu thương đến như thế kìa, ôm hôn thắm thiết. Còn con đối với Chúa, một đấng thủy chung hoàn toàn, ban cho con mọi thứ, con không yêu bằng như vậy. Hay quá. Cho nên bây giờ hãy nhìn người khác, thấy người ta đọc kinh thì đừng có nói nó giả hình. Đừng bao giờ nói vậy, mà phải nói là Chúa, con thua người kia rồi. Người kia đọc kinh thấm thía với Chúa, con ghen với người đó ở điều đó đó. Và cái đó là điều được phép ghen. Chúng ta dâng thánh lễ này, xin Chúa cho chúng con biết ghen tị với những người yêu Chúa hơn, chứ không phải ghen tị với những gì mà hình như họ nhận được mà con không được. Con vẫn còn ích kỷ. Xin Chúa ban cho chúng con, nhất là cho các em nhỏ hôm nay. Có thể nhiều người cũng phải ghen với các em, vì hôm nay với tâm hồn trong trắng, các em đón Chúa lần đầu trong cuộc đời. Mà mình đón Chúa bao nhiêu lần trong đời, chưa chắc lần nào bằng một tấm lòng của một em nhỏ đó. Đó là ghen. Xin Chúa chúc lành cho gia đình các em nữa, để bậc làm cha làm mẹ nhiều năm rước lễ rồi, nhưng hôm nay con mình rước lễ cũng là dịp để mình chuẩn bị rước lễ thật sốt sắng, như rước lễ lần đầu và lần cuối trong đời. Amen. Con kính mời cha và cộng đoàn cùng đứng để cùng nhau chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế
nhập thế trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đanh vào thâm gia vì chúng ta. Thời quan phong Cio Philato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà ban dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiên công giáo và công truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Quý ông bà, anh chị em thân mến, Thiên Chúa là đấng siêu việt, nhưng Ngài đầy tình thương và lòng nhân ái đối với con người. Chúng ta hãy tin tưởng chạy đến với Chúa và dâng lên Người những lời cầu nguyện sau đây. We pray for all of those who follow the Christian way, that they may learn to rejoice in God's boundless generosity and not be afraid to face adversity. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for this community, that our families may enjoy safety when they return to school and work, that all drivers may take care on the road. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for the 29 children who received the body and blood of Christ for the first time during this Mass. From now on, may they always bring Christ to those they meet in their lives. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Cầu cho mọi thành phần dân Chúa, xin Chúa luôn thức tỉnh các Kitô hữu. Hãy nhớ đến việc họ đã được thanh tẩy trong Chúa Kitô để cùng chết và sống lại với Người. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Cầu cho những người đang làm việc tông đồ, xin Chúa ban Thánh Thần đổi mới tâm hồn họ, để họ ngày càng thấm nhuần tinh thần cứu thế của Chúa Kitô. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Cầu cho cộng đoàn hiện diện, xin Chúa dạy mỗi người chúng ta biết chuyên cần lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Cha, chúng con ca ngợi Cha là đấng giàu lòng thương xót. Xin nhìn đến chúng con đang tin tưởng khẩn cầu và ước mong được Cha đoái thương nhậm lời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng tiến, và nhờ thánh lễ này xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc. Thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu phải quy phục loài người để họ thay quyền Chúa mà thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô là Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi và tung hô Chúa rằng... Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tin sớm Chúa trong ngài cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Timothy và Đức Giám mục phụ tá Donald chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc chúng con, những linh hồn chúng con nhớ đến đặc biệt trong thánh lễ hôm nay và cầu nguyện cho thường xuyên đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Chúa dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho những ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Kính mời cha và cộng đoàn cùng đứng, chúng ta dâng lời nguyện kết lễ. Lạy Chúa, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô nuôi dưỡng chúng con. Xin Chúa nâng đỡ và giữ gìn chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả của ơn cứu chuộc trong thánh lễ này cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bây giờ là nghi thức trao bằng, rồi có đại diện phụ huynh cảm ơn các giáo lý viên sơ với này kia. Xin mời cha, bây giờ mình đi trao bằng. Giống như hôm thứ tư, tối thứ tư vừa rồi các em được lãnh nhận bí tích hòa giải, con xin mời hai cha đứng ở giữa rồi từng em lên. Con sẽ nêu tên, Sơ Thuận sẽ đưa giấy cho cha Hồng và anh Bình sẽ đưa giấy cho cha Huỳnh. Trước tiên con xin trao bằng cho 29 em trong cộng đoàn của chúng ta. Chúng ta vỗ tay lúc cuối ạ. Trước hết, Teresa Việt Anh Thư. Kế đến là Anna An Trần. Anna, ready. Rồi, anh Thư về chỗ ngồi được rồi con. Còn không, lên trên này đứng này con, tí xíu mình chụp một tấm hình. Lên đây đứng dùng. Maria Diệu Hương. Sienna Audrey. Oliver. Diệu Hương lên đây con. Oliver chờ chút xíu con. Kế đến là Maria Doanh Doanh và Phaolô Công Khang Duy. Sau Khang Duy là Thuyên Thư. Martin Gia Phong chuẩn bị nha con. Martin Gia Phong, sau đó là tới Liam Coven. Rồi Maria Hồng Cúc. Kế đến là Joseph Kiến Đức. Micah Chang. Riley Hoàng Walker. Yu Xe Tính Trung. Tính Trung. Và sau đó là Thành Trung luôn. Kathy Nguyễn. Daniel Chính Đan Nguyễn. Nick Vincent Nguyễn.
thôi. Sau Nick là tới Anthony Vương. Nick, go up here, con. Trisha Thùy Trang. Sau Trish là Rose Lee. Donnie Dominic. Jacob Peter Nguyen. Khả Nhi. Mỹ Quyên. Đợi chút xíu con. Mỹ Quyên vô. Alex. Tạ. Christian Hoàng. Và sau cùng là John Lam. John Lam là người sau chót, là người mới được vô đạo hôm Chủ nhật vừa rồi. Dạ, kính thưa cộng đoàn 29 em và xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho các em ạ. À. Cho em xin một tấm có em nữa nhé. À, xin mời đại diện phụ huynh có đôi lời cảm ơn té ra anh Nghĩa. Con cũng bỡ ngỡ giống như cha chơi, đây giờ phút cuối ạ. Kính thưa hai cha và quý cộng đoàn dân Chúa, con là Doan, Nguyễn Chính Nghĩa, Doan Follow Nguyễn Chính Nghĩa, xin đại diện cho quý phụ huynh của 29 em vừa mới được lãnh nhận bí tích hòa giải lần đầu tiên hôm thứ tư vừa qua và bí tích rước lễ lần đầu tối hôm nay. Lời đầu tiên, chúng con xin cảm ơn đến cha Huỳnh và cha Hồng đã giúp các em chuẩn bị đón rước Chúa lần đầu tiên trong đời một cách rất xứng đáng qua bí tích hòa giải và cử hành bí tích rước lễ thiêng liêng trong thánh lễ hôm nay. Kế đến, chúng con xin chân thành ghi ơn đến chị Nhung. Chị Thảo Nhung đã bỏ bao thời gian và bao công sức đồng hành với các em, dạy dỗ các em, hướng dẫn các em trong quá trình học hỏi về bí tích rất quan trọng của đời sống Kitô hữu chúng ta. Cũng không quên đến công ơn của Sơ Bích Thuận và anh Xuân Bình đã phụ giúp chị Nhung trong quá trình này. Kính xin Thiên Chúa
là đứng đầy quyền năng trả công bồi hộ đến hai cha Sơ Bích, anh Bình và chị Nhung. Chúng con chân thành cảm ơn và xin quý cộng đoàn tiếp tục đồng hành và cầu nguyện cho các em trong hành trình Kitô hữu trong những ngày sắp tới. Và sau đây, để tỏ lòng biết ơn của các em, xin các em đã có chút quà để gửi tặng đến hai cha và quý sơ cũng như là anh Xuân Bình, chị Nhung. Xin mời các em. Xin chị Nga hướng dẫn các em lên ạ. Xin mời hai cha. Xin mời sơ, anh Bình và chị Nhung. Tất cả chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha, chị Nhung, sơ và anh Phan Xuân Bình ạ. Xin cha và cộng đoàn cùng đứng, chúng ta kết lễ. Xin cha chúc lành cho nhất đặc biệt cho 29 em nhỏ này và cộng đoàn để có một cuối tuần thật bình an và hạnh phúc. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc quý ông bà anh chị em ra về bình an. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn và đặc biệt chúc 29 gia đình này có một buổi tối thứ bảy tràn đầy ơn Chúa và hạnh phúc, và mọi người bình an hạnh phúc. Cảm ơn. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, cho chúng con.
như Cha và Con và Thánh Thần.